chăm sóc, người bệnh tim mạch, thường gặp. Sau khi học xong bài này cần đặt những mục tiêu gì? Cô trò chúng ta sang phần thứ nhất là phần mục tiêu. 1. Áp dụng kiến thức giải phẫu, sinh lý, các kiến thức về bệnh học, quy trình điều dưỡng để nhận định và lập kế hoạch chăm sóc được người bệnh mắc các bệnh tim mạch. 2. Thể hiện được vai trò, đạo đức của người điều dưỡng trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh. 3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tra cứu tài liệu, khả năng thuyết trình. Để hoàn thành được các mục tiêu trên, chúng ta sang phần nội dung, phần bệnh học. Bệnh đầu tiên cô trò ta tìm hiểu là bệnh suy tim. Phần thứ nhất là định nghĩa. Suy tim là tình trạng bệnh lý, trong đó khả năng cung cấp máu của tim không đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể về mặt oxy và dinh dưỡng. Nguyên nhân, suy tim là hậu quả cuối cùng của rất nhiều bệnh tim mạch và toàn thân. Các nhóm nguyên nhân gây suy tim, các bệnh tim mạch, các bệnh van tim, các bệnh cơ tim, bệnh màng ngoài tim, rối loạn nhịp tim, các bệnh tim bẩm sinh, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, các bệnh phổi mạn tính, ví dụ, hen phế quản lâu năm, viêm phế quản mạn, trường hợp suy tim do bệnh phổi mạn tính, được gọi là tâm phế mạn, hay tim phổi mạn, các nguyên nhân khác, thiếu máu, thiếu vitamin B1, cường giáp. Phân loại dựa vào diễn biến lâm sàng, suy tim cấp, suy tim xảy ra sau các bệnh cấp tính, như nhồi máu cơ tim cấp, viêm cơ tim cấp, tràn dịch màng ngoài tim cấp, vết thương tim, mất máu cấp, sốc, suy tim mạn, còn gọi là suy tim ứ trệ. Suy tim xảy ra sau các bệnh tim mạn tính, như các bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh. Phân loại dựa vào giải phẫu, suy tim trái là suy chức năng nhĩ trái và thất trái, nhưng chủ yếu là suy chức năng thất trái. Ví dụ, suy tim do hở van hai lá, hở và hẹp van động mạch chủ, nhồi máu cơ tim thất trái, tăng huyết áp. Suy tim phải là suy chức năng nhĩ phải và thất phải, nhưng chủ yếu là suy chức năng thất phải. Ví dụ, suy tim do các bệnh phổi mạn tính, suy tim toàn bộ là đồng thời suy cả chức năng thất phải và thất trái. Ví dụ, suy tim do bệnh viêm cơ tim, bệnh van tim kết hợp, vừa hẹp van ba lá, vừa hở van động mạch chủ, hoặc những bệnh gây suy tim phải trước, về sau gây suy cả tim trái. Triệu chứng của suy tim trái, cơ năng, khó thở, là triệu chứng hay gặp nhất, khó thở ngày một tăng dần, thời kỳ đầu chỉ khó thở khi gắng sức, về sau khó thở thường xuyên, khó thở tăng khi nằm, hay có cơn khó thở kịch phát về ban đêm, cơn khó thở nặng, kèm theo suy hô hấp gặp trong cơn hen tim, phù phổi cấp, slide 8. Ho, thường chỉ ho ít, ho khàn, thường ho về đêm, và khi gắng sức, có thể ho ra máu, nhưng thường là chỉ ho ít, dây máu lẫn trong đờm, trong cơn phù phổi cấp, bệnh nhân có ho khạc bọt hồng, slide 9. Thực thể, mỏm tim đập lệch về bên trái, ngoài đường giữa đòn trái, tần số tim nhanh, nghe tim có thể thấy tiếng ngựa phi, có thể nghe được các biểu hiện bất thường ở tim như tiếng thổi tâm thu, đa số các trường hợp có huyết áp tâm thu giảm, nghe phổi, thường có gian ẩm ở hai đáy phổi, cận lâm sàng, điện tâm đồ, trục trái, dày nhĩ trái, dày thất trái, tần số tim nhanh, X quang tim, phổi, hình tim to, nhất là cung dưới trái, hai phổi mờ, nhất là vùng rốn phổi, siêu âm tim, kích thước các buồng tim trái giãn to, có thể thấy được nguyên nhân gây suy tim. Triệu chứng của suy tim phải, cơ năng, khó thở, tùy từng mức độ nhưng là khó thở thường xuyên, ngày một tăng dần, không có cơn kịch phát, phù, thường phù hai chi dưới, khi phù thì bệnh nhân đi tiểu ít, tím môi và đầu chi, đau tức hạ sườn phải, do chủ yếu là những dấu hiệu ứ máu ở ngoại biên, phù và đái ít, tím da, và niêm mạc, gan to, tĩnh mạch cổ nổi, phản hồi gan, tĩnh mạch cổ dương tính, tim, nhìn có thể thấy tâm thất phải đập ở mũi ức, tần số tim nhanh, tiếng ngựa phi phải, thổi tâm thu nhẹ trong mỏm, hoặc ở mũi ức, hít sâu vào nghe rõ hơn, huyết áp tâm trương có thể cận lâm sàng, X quang, cung dưới phải giãn, mỏm tim nâng lên cao, cung động mạch phổi giãn, điện tim, trục phải, dày nhĩ phải, dày thất phải, siêu âm tim, thất phải giãn to, có dấu hiệu tăng áp lực động mạch. Triệu chứng của suy tim toàn bộ là suy tim cả hai phía, suy tim phải và suy tim trái, bệnh nhân sẽ có triệu chứng kết hợp của cả suy tim phải và suy tim trái. Điều trị, nguyên tắc điều trị,
Giảm gánh nặng cho tim bằng chế độ nghỉ ngơi, tăng sức co bóp cơ tim bằng các thuốc trợ tim, giảm ứ máu ngoại biên, ăn nhạt, dùng thuốc lợi tiểu, dùng thuốc giãn mạch, giải quyết nguyên nhân, điều trị tăng huyết áp. Những biện pháp điều trị chung, chế độ nghỉ ngơi góp phần làm giảm gánh nặng cho tim, chế độ ăn nhạt nhằm hạn chế ứ nước. Thuốc lợi tiểu, thuốc trợ tim, digoxin, thuốc giãn mạch, các amin chống giao cảm, dopamine, thuốc chống đông, heparin, kháng vitamin K, điều trị tăng huyết áp. Định nghĩa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, ở người trưởng thành, gọi là tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu lớn hơn, hoặc bằng 140mm thủy ngân, và, hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn, hoặc bằng 90mm thủy ngân, với ít nhất 2 lần khám khác nhau, mỗi lần khám đo huyết áp ít nhất ở 2 thời điểm khác nhau. Tăng huyết áp nguyên phát, còn gọi là tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, hay tăng huyết áp vô căn, hay bệnh tăng huyết áp. Loại này chiếm tới 90% các trường hợp tăng huyết áp. Tăng huyết áp thứ phát, tăng huyết áp có nguyên nhân, tăng huyết áp xuất hiện sau một số bệnh, như bệnh thận. Trong trường hợp này, tăng huyết áp chỉ là một triệu chứng của bệnh đó, còn gọi là tăng huyết áp triệu chứng. Tăng huyết áp có nguyên nhân chỉ chiếm 10% các trường hợp tăng huyết áp, và thường gặp ở người trẻ. Nguyên nhân của tăng huyết áp thứ phát. Các nhóm nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát là bệnh thận. Bệnh thận là nguyên nhân gây tăng huyết áp hay gặp. Bệnh thận gồm viêm cầu thận cấp hoặc mạn tính, thận đa nang, suy thận. Bệnh nội tiết, u tủy thượng thận, cường giáp, bệnh tim mạch, hẹp eo động mạch chủ, tăng huyết áp chi trên nhưng lại giảm huyết áp chi dưới, hở van động mạch chủ, gây tăng huyết áp tâm thu nhưng lại giảm huyết áp tâm trương. Các nguyên nhân khác, nhiễm độc thai nghén, bệnh tăng hồng cầu. Yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp. Các yếu tố nguy cơ không thay đổi được: tuổi, giới, tuổi lớn hơn 50 tuổi, do quá trình lão hóa thành động mạch, nên dễ bị tăng huyết áp, nữ giới tuổi tiền mãn kinh. Yếu tố gia đình, có những gia đình có ông bà, bố mẹ và các con đều bị tăng huyết áp. Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được: hút thuốc lá, nghiện rượu, thói quen ăn mặn, căng thẳng về tinh thần, ít hoạt động thể lực, béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid. Tăng huyết áp thường không có triệu chứng cơ năng. Nhiều người tình cờ phát hiện tăng huyết áp khi đo huyết áp, khám sức khỏe định kỳ. Một số trường hợp có thể có biểu hiện như hay bị đau đầu, chóng mặt, hay có cơn bốc nóng lên mặt làm mặt đỏ. Khi tăng huyết áp đã có biến chứng, thì bệnh nhân có các biểu hiện của biến chứng đó. Ví dụ, khi tăng huyết áp có biến chứng suy tim, thì có triệu chứng của suy tim. Đây là sản phẩm demo của VB. Tăng huyết áp thường không có triệu chứng cơ năng. Nhiều người tình cờ phát hiện tăng huyết áp khi đo huyết áp, khám sức khỏe định kỳ. Một số trường hợp có thể có biểu hiện như hay bị đau đầu, chóng mặt, hay có cơn bốc nóng lên mặt làm mặt đỏ. Khi tăng huyết áp đã có biến chứng, thì bệnh nhân có các biểu hiện của biến chứng đó. Ví dụ, khi tăng huyết áp có biến chứng suy tim, thì có triệu chứng của suy tim. Tăng huyết áp thường gây biến chứng vào các cơ quan sau: biến chứng tim mạch, biến chứng ở tim. Tăng huyết áp gây suy tim, đầu tiên là suy tim trái, sau đó suy tim toàn bộ, rối loạn nhịp tim, ngoại tâm thu, nhịp nhanh thất, rung thất gây đột tử, cơn đau thắt ngực, hoặc nhồi máu cơ tim. Tăng huyết áp thường kèm theo vữa sơ động mạch vành, gây cơn đau thắt ngực, hoặc nhồi máu cơ tim, cơn hen tim hay phù phổi cấp, biến chứng mạch, phình tách thành của các động mạch lớn như động mạch chủ, động mạch chậu. Slide 27. Biến chứng não. Khi bị tăng huyết áp, não bị thiếu máu gây ra các triệu chứng, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua, bệnh nhân bị tổn thương thần kinh khu trú, liệt nửa mặt, rối loạn ngôn ngữ, nhưng hồi phục hoàn toàn trong 24 giờ, đột quỵ não, tai biến mạch não, có các triệu chứng như liệt nửa người, liệt nửa mặt, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn cơ tròn, biến chứng thận, tổn thương thận diễn biến theo mức độ, giai đoạn của tăng huyết áp, tiểu đêm nhiều lần do rối loạn chức năng, cô đặc, và hòa loãng, protein niệu do tổn thương cầu thận, suy thận, biến chứng mắt. Tăng huyết áp có thể gây mờ mắt, giảm thị lực, soi đáy mắt thấy tổn thương. Ngoài ra tăng huyết áp còn có thể gây các biến chứng khác như xuất huyết mũi, vùng màng mạch mũi dễ bị tổn thương, gây xuất huyết nặng khó cầm, chảy máu mũi. Cách điều trị, có rất nhiều khuyến cáo về điều trị tăng huyết áp khác nhau, mỗi khuyến cáo đều hướng tới lợi ích cho người bệnh. Việc điều trị tăng huyết áp được chia thành 3 nhóm, dựa theo chỉ số huyết áp, tổn thương cơ quan đích, các yếu tố nguy cơ,
Mục tiêu chung của điều trị tăng huyết áp là giảm các biến chứng và giảm tử vong. Cách điều trị, có rất nhiều khuyến cáo về điều trị tăng huyết áp khác nhau, mỗi khuyến cáo đều hướng tới lợi ích cho người bệnh. Việc điều trị tăng huyết áp được chia thành 3 nhóm, dựa theo chỉ số huyết áp, tổn thương cơ quan đích, các yếu tố nguy cơ. Mục tiêu chung của điều trị tăng huyết áp là giảm các biến chứng và giảm tử vong. Các biện pháp điều trị tăng huyết áp bao gồm điều chỉnh lối sống, tránh các yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp bằng cách ngừng hút thuốc lá, không uống hoặc hạn chế rượu bia, ăn nhạt. Người béo phải giảm cân thừa, hoạt động thể lực vừa phải, tránh sơ chết tinh thần, chế độ ăn uống phù hợp, ăn nhiều trái cây và rau, hạn chế mỡ. Dùng thuốc hạ huyết áp nhằm hạ huyết áp đến mức mong muốn, dưới 140/90 mmHg thủy ngân. Với người có bệnh tiểu đường hoặc bệnh thận mạn thì hạ xuống mức dưới 130/80 mmHg thủy ngân. Vẫn cần phải duy trì biện pháp điều chỉnh lối sống, mặc dù đã điều trị bằng thuốc. Một số thuốc điều trị tăng huyết áp, có 5 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp thường được sử dụng là thuốc lợi tiểu, tác dụng làm giảm thể tích huyết tương, dẫn đến giảm cung lượng tim và giảm huyết áp. Các thuốc thường dùng furosemide. Lưu ý, nhóm thuốc này gây rối loạn điện giải, đặc biệt là gây hạ kali máu, thuốc liệt giao cảm trung ương. Nhóm thuốc này có thể gây hạ nhẹ huyết áp khi đứng, giảm khả năng hoạt động trí óc, khó tập trung tư tưởng, đôi khi có rối loạn tiêu hóa, nhưng sau một thời gian sẽ hết. Thuốc ức chế cảm thụ giao cảm beta, thuốc chẹn beta. Lưu ý, không được dùng nhóm thuốc này cho bệnh nhân huyết áp có nhịp tim chậm, tắc nghẽn dẫn truyền thần kinh tự động tim, hen phế quản. Thuốc ức chế canxi, thuốc chẹn canxi, thuốc thường dùng nitazidine. Lưu ý, thuốc có thể gây nóng bừng mặt, hồi hộp chống ngực, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Thuốc ức chế men chuyển, các thuốc thường dùng capozin. Lưu ý, thuốc có thể gây ho khan. Bài thứ 3 đó là đau thắt ngực, đại cương. Định nghĩa đau thắt ngực. Đau thắt ngực là cơn đau thắt từng cơn ở vùng tim do thiếu máu cơ tim, là hậu quả của một tình trạng mất cân bằng tạm thời giữa sự cung cấp và nhu cầu oxy. Tình trạng này có thể hồi phục được khi lưu lượng tuần hoàn mạch vành giảm dưới 50%, mức bình thường thì xuất hiện cơn đau thắt ngực. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ. Nguyên nhân, bệnh mạch vành là nguyên nhân hay gặp nhất. Vữa sơ động mạch vành, gây hẹp lòng động mạch vành là nguyên nhân hay gặp nhất, chiếm 90% các trường hợp. Các nguyên nhân khác ít gặp hơn, co thắt động mạch vành, viêm động mạch vành, dị dạng bẩm sinh động mạch vành, bệnh van tim, tổn thương van động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ, hở van động mạch chủ, bích tắc lỗ vào của động mạch vành, xa van hai lá, hẹp van hai lá, bệnh cơ tim phì đại, nguyên phát hoặc thứ phát gây hẹp van động mạch chủ. Các yếu tố nguy cơ: gắng sức, xúc cảm mạnh, chấn thương tâm lý, lạnh đột ngột, sau ăn no, thiếu máu gây giảm lượng oxy trong máu động mạch, các tình trạng giảm lưu lượng tim và lưu lượng vành trong sốc, nhịp tim quá nhanh, quá chậm, tăng nhu cầu oxy cơ tim trong cường giáp trạng, béo phì, tăng huyết áp, hút thuốc lá. Những yếu tố này chỉ gây cơn đau thắt ngực trên cơ sở động mạch vành đã có tổn thương ít nhiều mà nhu cầu oxy của cơ tim lại tăng. Triệu chứng lâm sàng. Cơn đau thắt ngực điển hình, hoàn cảnh xuất hiện thường xảy ra sau một hoạt động gắng sức, khi thời tiết lạnh hoặc khi ăn no. Vị trí đau: đau ở vùng ngực trái, phía sau xương ức, hướng lan, đau lan lên vai trái, mặt trong của cánh tay, cẳng tay và bàn tay trái, có khi lan lên cổ, lên hàm, thậm chí cả răng. Thời gian đau thông thường chỉ kéo dài vài giây đến vài phút, số lần xuất hiện cơn đau rất thay đổi, có khi thừa, mỗi năm 1 đến 2 cơn, có khi xuất hiện liên tục. Cảm giác đau: cảm giác co thắt, đè nặng hay cảm giác bị ép, có khi đau rát, đôi khi gây nghẹt thở. Các biểu hiện kèm theo trong cơn đau có thể gặp hồi hộp, lo âu, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, nghe tim có thể thấy tiếng thổi tâm thu. Cơn đau giảm hoặc hết sau vài phút khi ngừng gắng sức hoặc dùng thuốc giãn mạch vành. Đây là một test để chẩn đoán đau thắt ngực. Các thể đau thắt ngực không điển hình. Cơn đau có hoàn cảnh xuất hiện khác thường. Đau xảy ra khi bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Có khi đau xảy ra vào ban đêm vào mùng 1 giờ nào đó. Cơn đau có vị trí khác thường. Đau ở vùng mũi ức hoặc ở vùng thượng vị, đau lan lên vai tay bên phải, vùng giữa hai bả vai hoặc lan xuống bụng. Cận lâm sàng, điện tim. Điện tim trong cơn đau còn giúp xác định vị trí vùng cơ tim bị thiếu máu cục bộ,
Điện tim ngoài cơn đau, có thể bình thường, hoặc biểu hiện của nhồi máu cơ tim cũ, hoặc dày thất. Điện tim bình thường cũng không loại trừ đau thắt ngực, đôi khi phải ghi điện tim lúc gắng sức. Chụp động mạch vành, nếu hình điện tim, lúc nghỉ ngơi, và lúc gắng sức không cho phép khẳng định chắc chắn, thì tùy điều kiện có thể chụp động mạch vành, thấy chỗ động mạch vành bị hẹp, các xét nghiệm khác, để đánh giá tình trạng chung của bệnh nhân, và tìm một số yếu tố nguy cơ như xét nghiệm sinh hóa máu, đường máu, siêu âm tim, X-quang tim phổi. Điều trị nội khoa, trong cơn đau, để bệnh nhân ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, tránh di chuyển bệnh nhân trong cơn đau, có thể dùng một trong các thuốc sau, thuốc giãn vành nhóm Nitazid. Bệnh nhân có đau thắt ngực, phải luôn có sẵn bên mình thuốc giãn mạch vành, thuốc chẹn canxi. Điều trị ngoài cơn đau, loại bỏ các yếu tố làm khởi phát cơn đau, điều trị căn nguyên, hạn chế, hoặc loại bỏ các yếu tố nguy cơ như giảm cân với người béo, điều chỉnh mỡ máu nếu có rối loạn lipid máu, điều trị tăng huyết áp, chế độ nghỉ ngơi, và sinh hoạt hợp lý, dùng thuốc ngừa cơn đau, một số thuốc khác, thuốc an thần. Điều trị bằng các biện pháp can thiệp, điều trị ngoại khoa, sau khi đã chụp động mạch vành, xác định được chỗ hẹp, có thể tiến hành phẫu thuật bắc cầu, nối động mạch chủ với động mạch vành, kỹ thuật nong động mạch vành, làm rộng chỗ hẹp, bằng ống thông có bóng, kết hợp đặt giá đỡ, stent, để chống hẹp lại. Bài thứ 4 đó là nhồi máu cơ tim. Định nghĩa, nhồi máu cơ tim là tình trạng, một vùng cơ tim bị hoại tử do một, hoặc nhiều nhánh động mạch vành bị tắc, dẫn đến không có máu cung cấp cho vùng cơ tim đó. Nguyên nhân, chủ yếu là do xơ vữa động mạch vành, 90%, tại vùng bị xơ vữa có tổn thương, tạo huyết khối, hoặc do nứt vỡ mảng vữa xơ, gây xuất huyết dưới nội mạc động mạch, làm tắc, hoặc hẹp lòng động mạch vành. Một số nguyên nhân khác, 10%, co thắt động mạch vành, viêm nội tâm mạc, viêm quanh động mạch vành, thủ thuật nong động. Hiếm gặp tắc động mạch vành, do cục tắc từ xa tới, hẹp van hai lá có cục máu đông, nguyên nhân của xơ vữa động mạch, chưa được khẳng định chắc chắn, nhưng các yếu tố sau, được coi là các yếu tố nguy cơ, của xơ vữa động mạch. Các yếu tố này, cũng chính là yếu tố nguy cơ, của nhồi máu cơ tim. Các yếu tố nguy cơ không thay đổi được, tuổi cao, nam giới, tiền sử gia đình. Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, tăng huyết áp, tiểu đường. Triệu chứng, các triệu chứng chính, ba triệu chứng chính, cơn đau ngực, là triệu chứng lâm sàng sớm nhất, và rất quan trọng cho việc chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Cơn đau ngực trong nhồi máu cơ tim, chính là cơn đau thắt ngực điển hình, nhưng có cường độ đau dữ dội hơn, thời gian đau kéo dài hơn, nằm nghỉ, và ngậm thuốc giãn vành cũng không hết đau. Cường độ đau, đau dữ dội làm bệnh nhân hoảng hốt, có cảm giác chết đến nơi, thời gian đau kéo dài hàng giờ, hoặc hàng ngày, có khi đau vài ngày, thuốc giãn vành không có tác dụng giảm đau. Triệu chứng điện tim, có hình ảnh nhồi máu cơ tim, tùy vào thời điểm ghi điện tim, mà có các dấu hiệu của thiếu máu, tổn thương hoặc hoại tử cơ tim, triệu chứng thay đổi enzyme huyết thanh. Đây là một triệu chứng, rất có giá trị chẩn đoán nhồi máu cơ tim, nhưng phải làm xét nghiệm đúng thời điểm. Các triệu chứng kèm theo, tùy tình trạng và mức độ tổn thương, mà có thể có thêm các triệu chứng, sốt, thường sốt sau 24 giờ, sốc tim, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt, rối loạn ý thức, tim đập nhanh, có thể có tiếng ngựa phi, hoặc tiếng cọ màng ngoài tim, gian ẩm ở phổi. Khi nhồi máu cơ tim có gian ẩm phổi, biến chứng, nhồi máu cơ tim, gây nhiều biến chứng, và đều là các biến chứng rất nặng, có thể gây tử vong nhanh, rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, sốc tim, rất nặng. Tử vong 80%, hen tim, và phù phổi cấp, vỡ tim, đột tử, hở van tim, do tổn thương các van tim, đứt các cụt cơ, dây chằng. Điều trị, các biện pháp điều trị chủ yếu là bất động, bệnh nhân nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, có tác dụng làm giảm tần số tim, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ oxy cơ tim, giảm đau, thuốc tiêu huyết khối, can thiệp cấp cứu, nhằm tái tưới máu động mạch vành, nong động mạch vành. Điều trị biến chứng nếu có. Vừa rồi, ở phần 1, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu một số bệnh trong hệ tim mạch. Vậy để chăm sóc bệnh nhân như thế nào? Chúng ta sang phần 2 chăm sóc. Trong bài 7, các em đã được học phần chăm sóc chung, phần chăm sóc bệnh nhân hệ tim mạch. Các em cần lưu ý một số vấn đề như sau. Một, nhận định chăm sóc, khai thác tiền sử, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim cũ và các yếu tố nguy cơ khác, tham khảo bệnh án và nhận định các dấu hiệu thực thể.
mạch, đều hay không đều, tần số, có loạn nhịp không, nghe tim, nhịp tim đều hay không đều, tiếng tim, có tiếng ngựa phi, tiếng cọ màng tim, các tiếng thổi, đo huyết áp, chú ý dấu hiệu giảm huyết áp tâm thu, hô hấp, đếm tần số thở, nhận định kiểu thở, tiếng gian ẩm ở phổi, những biểu hiện của giảm tưới máu tổ chức, do giảm chức năng tống máu của cơ tim như trạng thái mệt nhọc, mức độ, lượng nước tiểu trong 24 giờ có giảm không, huyết áp tâm thu giảm, tần số tim nhanh, những biểu hiện của ứ huyết ở phổi, khó thở, tần số thở nhanh, biên độ thở nông, tím da, môi, đầu chi, toàn thân không, gian ẩm ở phổi, mức độ gian, cơn khó thở kích phát về đêm, những biểu hiện ứ máu tĩnh mạch ngoại biên như tĩnh mạch cổ nổi, gan to, ứ huyết, tăng cân đột ngột, phủ hai chân, toàn thân, tràn dịch đa màng, áp lực tĩnh mạch trung tâm và ngoại biên có tăng không? Từ những vấn đề nhận định trên người bệnh, sẽ đưa ra những chẩn đoán chăm sóc gì? Chẩn đoán chăm sóc, đối với bệnh nhân tim mạch, thường có những chẩn đoán chăm sóc sau. Bệnh nhân có khó thở, liên quan đến giảm trao đổi khí ở phổi. Bệnh nhân có mệt mỏi, tim đập nhanh, hoặc loạn nhịp liên quan đến giảm chức năng co bóp của tim. Bệnh nhân có tăng cân đột ngột, tĩnh mạch cổ nổi to, liên quan đến ứ trệ tuần hoàn ngoại biên. Bệnh nhân có nguy cơ xảy ra các biến chứng của bệnh, tùy từng bệnh mà có biến chứng khác nhau. Bệnh nhân không biết cách tự chăm sóc, liên quan đến thiếu kiến